Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hải Tặc Đại Chiến nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video có 1000 like ngày mai, chúng ta sẽ tập mới nhất của Hải Tặc Đại Chiến nha anh em. Và chúng ta bắt đầu thế nào, let's go. Thì mình vừa nhận được cái tin cực kỳ là vui là mình sẽ được nhận một phần quà trị giá là 10 triệu đồng trong cái game Hải Tặc Đại Chiến này. Thì thông tin đây mình lấy ở trên này anh em nhá. Sự kiện hợp tác YouTuber chung tay xây dựng cộng đồng. Đây là trang web chính của Hải Tặc Đại Chiến nha anh em. Ngày 4 tháng 3 vừa mới đăng thôi. Nami xin chào thuyền trưởng thì nói chung ABC gì đó. Nói chung là thời gian diễn ra kể từ khi bài viết này đăng tải cho đến khi Nami thông báo hết sự kiện. Ok, rồi và để tham gia thì anh em hãy điền vào cái form này. Bất kể anh em làm clip YouTube hoặc là bất kỳ cái gì đó thì anh em hãy điền vào một cái form. Cái đường link của cái sự kiện này mình sẽ để ở phía dưới. Nên anh em nào muốn tham gia thì hãy vào nha. Đăng video game. Bước 1, đăng video game về nội dung Hải Tặc Đại Chiến với độ dài lớn hơn 5 phút trên kênh YouTube của các thuyền trưởng. Điền link Facebook, UID, tên nhân vật, server vào phần mô tả trên YouTube để xác thực tài khoản. Điền thông tin vào form đăng ký rồi đợi nhận quà thôi nè. Đấy. Các mốc và phần thưởng quà tương ứng. Mốc quà đối với kênh có ít nhất hơn 3.000 subscribe. Đó chính là phần quà in-game trị giá 500k. Và mỗi tháng phải đăng được 2 video. Mỗi video tối thiểu sẽ là 5.000 view nha anh em. Và tổng video sẽ là 5.000 view, sẽ được trị giá là 500k. Thì đây là cái cột mốc mà anh em cố gắng mà đạt được. Cái này là dễ nhất này. Đây là dễ nhất này. Mốc thứ hai là từ 3.000 đến 10.000 subscribe. Phần quà in-game sẽ là 2 triệu. Tối thiểu 4 video và tổng view sẽ là 10.000 view. Mốc quà thứ ba là từ 10.000 view, 10.000 đến 49.000 subscribe. Ok, một tháng sẽ đăng tối thiểu 10 video và số view tối thiểu sẽ là 20.000 view. Quá đơn giản. Phần quà in-game sẽ là 5 triệu. Mốc thứ 4. Mốc thứ 4 đến mốc thứ 5 gì đó. Mốc thứ 4 rồi anh em ơi. Từ 50.000 đến 100.000 subscriber. Một tháng kênh phải đạt tối thiểu 14 video về game và tổng video sẽ được đăng trong tháng đó đạt 50.000 view. Phần quà in-game sẽ trị giá là 7 triệu. Và đây chính là cái cột mốc của chúng ta sẽ đạt được nè. 100.000 subscribe kênh YouTube của mình đây anh em. Anh em nhìn chưa, 568.000 subscriber. Quá thừa đúng không? Và một tháng kênh chỉ cần đăng tối thiểu là 20 video về game. Và tổng của video được đăng trong tháng đó đạt 100.000 view. Cái này thì thoải mái anh em ơi. Một tháng mình phải đăng đến ít nhất phải đến 60 video về Hải Tặc Đại Chiến. Mà mỗi video mình chỉ cần khoảng 2.000 lượt view thôi là chúng ta sẽ được cái cột mốc này. Anh em hãy like và share để mình đạt được cột mốc này nhá. Và xem phần quà sẽ là cái gì. Phần quà in game sẽ là 10 triệu đồng anh em ạ. Bá đạo luôn anh em ơi. Trước khi bắt đầu các video bấm vào avatar để sâu thông tin nhân vật. Thông tin này ảnh hưởng đến việc bảo mật của tài khoản. Hoàn toàn có thể share được cái gì đấy. Trước khi bắt đầu các video vui lòng bấm vào avatar để sâu thông tin nhân vật. Những thông tin này không ảnh hưởng đến việc bảo mật tài khoản, hoàn toàn có thể share được. Bắt đầu mỗi video là anh em phải ấn vào avatar nha. Không sao đâu, không sợ bị mất tài khoản đâu. Nếu nhân vật quay trong clip không trùng khớp với thông tin đăng ký clip đó sẽ không được tính. Những video được tính vào sự kiện là những video được làm sau khi bài viết này đăng cho đến hết thời gian tổng kết. Không giới hạn số video các thuyền trưởng làm, khi tổng lượt view đạt mốc sẽ nhận quà. Tuy nhiên nội dung từng clip phải khác nhau đó nhé. Không đăng tải cũng như re-up các video của các YouTuber khác hoặc cùng một video mà hai người đăng. Ok, phần quà chỉ trao cho những YouTuber hợp lệ. Rồi, vậy là vào game là chúng ta sẽ phải mở cái này lên. Đấy, đây là Thành EGVN này, ID ABC các kiểu nè. Nhà phát hành kiểm tra hộ em cái nha. Rồi và mình sẽ cố gắng làm chăm chỉ clip để đạt được cái cột mốc đấy. Yes. Yes boy. Và chúng ta sẽ vào nhận tí quà cái nhỉ. Lại có động lực làm Hải Tặc Đại Chiến rồi anh em. Mỗi ngày sẽ có 2 clip nhá. Vào là 10 mình sẽ đạt là 11 giờ sáng và tầm khoảng 6 rưỡi tối nha anh em.
Con này anh yếu nhất hạng đó. Anh Thành chơi lại rồi à? Đúng rồi em ơi. Đúng rồi em ơi. Anh chơi bị sự kiện quá ngon luôn. Đúng rồi em ơi. Sự kiện đến tận 10 triệu đồng luôn. Làm sao mà. Hello anh, hello em nhá. Ok, hello em. Rồi, vào rồi, vào game rồi anh em nhá. Và chúng ta sẽ phụ bản. Đây là phụ bản, đây mình sẽ hôm nay mình sẽ làm gì tiếp nhở? Mình có khá nhiều thứ mình làm ấy. Hạm đội bên này này. Mình sẽ đánh ở trong điểm danh hội trường, đánh boss. Mình là thuyền trưởng anh em ạ. Và mình đang cố gắng học tập cái gì nhỉ? Cái đội hình của thuyền phó của mình. Đội hình của thuyền phó mình chúng ta đánh rất khỏe nha anh em. Với hai con này bá đạo lắm ấy. Hai con Kairos. Hai con Kairos thì nó rất là ngon luôn ấy. Ui mình đang có 75,33k cửa. Ui nâng luôn anh em ơi. Tôi nâng mắc cái đống này đi ạ. Con Kairos là thuộc hỗ trợ à? Phải không nhỉ? Thì nâng cái hàm hỗ trợ sẵn sàng đi. Để sau này là có sẵn cái là mình sẽ chiến luôn thôi. Kairos này. Kairos này anh em. Kairos là thuộc hệ hỗ trợ anh em. Oh yeah. Nâng hỗ trợ anh em ơi. Chúng ta sẽ vào trong cái phụ bản đi ạ. Thì sao? Thoải mái luôn. Kỹ năng này anh em ơi. Máu này. Xạ thủ các thứ full hết rồi anh em. Xạ thủ này chỉ huy cũng full rồi. Đấu sĩ cũng full rồi. Bây giờ là sẽ là hỗ trợ nha anh em. Tôi sẽ nâng mắc cái hàm hỗ trợ lên cho nó khỏe nha anh em. Ok chưa? Đợi sẵn sàng những cái con kia mình vào cái là mình chiến thôi. Đơn giản như đan rổ vậy. Đợi sẵn Kairos thôi anh em. Bây giờ tôi cần tìm hai con Kairos để cho đội hình mình nó mạnh thêm ấy. Chứ đội hình mình bây giờ nó yếu nhất à. Yếu nhất luôn ấy. Thật sự luôn. Mình cần hai con Kairos nha. Thằng A cứ để đấy á. Thằng A hỏa quyền ra cứ để đấy á. Tính sao? Nó thì cũng không thể chết được đâu. Hoặc mình bỏ thằng A và mình sẽ dồn cho cả ba con kia cho nó khỏe hơn nữa. Mình bỏ A và nâng cấp Nami lên 5 sao. Hợp lý không anh em? Hoặc là Nami lên nhiều sao hơn nữa. Mà Nami thì nó sẽ là cấp độ A. Nó không phải là quá khỏe anh em ạ. Nó thật sự không phải là quá khỏe. Ok. Vẫn không đủ nâng luôn. Oh my god. Trời ơi. Cái hỗ trợ tôi còn chưa đủ điểm luôn ạ. Sợ thế nhờ. Quá sợ luôn. Và chúng ta sẽ nâng cấp cái thuyền của chúng ta. Đó chính là chiến hạm này. Nâng cấp tàu Thousand Sunny nhá. Mình nâng cấp cái không có đủ không nhỉ? Ôi hết luôn rồi anh em ơi. Hết luôn rồi. Vãi lều luôn. Nâng cấp cái này đi anh em. Ôi hết luôn gỗ à. Holy shit. Sợ thế. Hết sạch luôn kìa rồi anh em ơi. Wow man. Làm nào đây? Ok. Đánh nhau, đấm nhau các kiểu cái gì đó đây. Leo tháp ạ. Mấy anh em đang leo tháp rồi. Mình sẽ có nhiệm vụ gì mình sẽ làm luôn nhá. Đi làm đi gọi là đảo qua một tí nhiệm vụ rồi đã. Tổng bộ này. Có nhiệm vụ 5 sao thì cũng đớp luôn thôi. Chuẩn thôi. Làm mới luôn nhỉ. Mình đang có 10. Ui 63 nhiệm vụ khó luôn. My gosh. Làm luôn được anh em ơi. 5 sao nè. 5 sao thì cứ làm thôi. Nhiệm vụ khó và nhiệm vụ thường à? Cái nào nhiệm vụ thường đây? Ui 2, 4, 6 sao anh em ơi. Nhiệm vụ 6 sao. Hình như là trong cái có một cái thành cái gì ấy nhỉ? Mình quên béo mấy bên này là cái gì rồi. Từ từ á. Từ từ đã anh em ạ. Nó bị lag rồi. Rồi game bị sao nhỉ? Lag game rồi nè. Lag game rồi anh em ơi. Có chơi được nữa đâu. Thì thôi nó phải bên này là đầy đầy rồi. Không sao anh em ạ. Không vấn đề gì cả nhá. Đây chúng ta quay thông thạo này. Một số cái nhiệm vụ cần phải đánh này. Ủa ôi Sabo à. Có thể sở hữu Sabo được anh em ạ. Bằng cách là chơi ở trong này cũng được này. Luffy BM. Lấy mảnh của Luffy BM để triệu hồi ra. Hoặc là Kairos này. Ok, mình dùng mấy con này cũng hợp lý nhờ, để đi luyện mấy con này á. Đây mình đang cần những con nào thì mình sẽ đánh nó trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ còn Kairos trước. Liên đấu xuất nộ 12 lần. Dùng Kairos hoàn thành nhiệm vụ 6 sao. Ok, cái này thì đơn giản này. Chiến thắng 4 lần.
liên đấu và liên đấu. Kairos thì dùng liên đấu nha anh em. Liên đấu, liên đấu, liên đấu, liên đấu và liên đấu. Nào, có con nào mình đang cần không nhờ? Aokiji, khiêu chiến. Ok, những con này mình đang cần anh em nhá. Sabo nữa, xuất nộ 15 lần tiêu diệt boss, 2 lần boss đảo trời. Nhưng mình không có Sabo, hiện tại mình đang không có Sabo trong này. Thì mình cũng không làm được ấy. Mình và cố gắng kiếm thằng Sabo anh em ạ. Khiêu chiến và chiến thắng 4 lần. Rồi, mình sẽ làm nhiệm vụ của con Kairos nhá. Dùng Kairos để hoàn thành nhiệm vụ 6 sao. Có con nào cần không nhỉ? Con nào cần nhiệm vụ 6 sao đây rồi? Khiêu chiến và chiến thắng 4 lần. Ok. Nhiều con quá anh em mà tôi thằng hơi bị rối cái nhiệm vụ này, thôi để tí nữa làm đi. Nhiều con quá, mình đang cái nào cho nó hợp lý nhất có thể. Tiếp làm sau vậy? À, cái này phải khiêu chiến boss này cần phải đánh nhá. Sử dụng mấy cái con mà nó đang nó bảo ấy nhá. Tí nữa đánh sau. Leo độ thần phát nhỉ. Mấy cái này lâu lắm mà không làm à. À, sáng nay lấy rồi. Sáng nay lấy quà tặng hàng ngày rồi. Ok, chiến dịch này. Ui, lâu lắm tôi không chơi mấy cái này rồi. Phải chăm chỉ hơn thôi anh em ơi. Lần này nick yếu lắm rồi. Ngày xưa còn khá là mạnh, bây giờ yếu quá. Càn quét tấn công. Quà tặng 10 triệu, không biết là nó là cái gì trong đấy luôn anh em ạ. Hy vọng là sẽ là ngon. Có thể mình sẽ là người được quà tặng 10 triệu chăng? Tại vì không ai ấy, không có kênh YouTube nào mà trên 100.000 sub mà làm về cái hải đảo đại chiến này, mỗi mình. Thế cơ. Rồi ơi anh em. Ok. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Hay quá. Bây giờ mình sẽ chơi gì nhỉ? Liên đấu à? Ok. Những con nào mình cần thì mình để sẵn sàng, mấy con này không cần lắm thì mình thôi nhá. Một số con không cần thì thôi nha anh em. Đây. Liên đấu, khiêu chiến. Cứ dùng liên đấu cái team này thôi anh em. Khiêu chiến dùng dùng Usopp, dùng Kairos. Đấy, dùng Usopp, dùng Kairos liên đấu. Đấy. Chiến trường thì dùng Sanji. Sanji và liên đấu thì dùng ông này. Đấy, dùng Aokiji. Ai nữa nhở? Trong team mình nó có những ai nữa mình đang xem mình nên cho những thằng nào đây. Ba thằng này thì liên đấu, khiêu chiến, đấu trường các kiểu là điều gì đó. Ok chưa anh em? Sẵn sàng chưa? Let's go. Chiến rồi anh em. Không phải thám hiểm, nhầm nha bạn ơi. Đấy là cho Kairos lên cấp đó anh em. Không ngờ việc Kairos nó khá là cần thiết đối với mình như vậy. Kairos mình khá là thích. Này, gây sát thương này, tăng đồng đội công và giáp này, tăng bản thân khi tấn công, tăng thủ này, hồi máu đồng đội này, ngon vãi nồi anh em ạ. Tăng toàn bộ nộ thứ nữa. Con này mà không chơi thì chơi con nào, đúng không? Con Kairos mày không chơi thì chơi con nào, thật sự với anh em luôn ấy. Rồi, ok, con này là hỗ trợ, nó cũng gần mắc cái ấy rồi, hỗ trợ rồi. Tôi cần hai con Kairos để nó búp cho team anh em. Ok, để sẵn hai Kairos luôn, hai Kairos luôn đây. Ho, này sử, tôi sẽ để sẵn hai Kairos và con này cầm luôn cái micro sao luôn anh em ạ. Rồi, lấy hai Kairos luôn. Rồi, chúng ta sẽ cho này lên 100 luôn nha anh em. Lấy hai Kairos luôn đây và bây giờ chỉ có đi kiếm Kairos thôi để nâng sao nó thôi. Lại phải cày anh em ơi, tối tiếc tôi lại phải thức đêm thức gom mà cày đội hình rồi, nhưng mà thế cũng hay mà. Rồi, cho hai Kairos đi cùng luôn. Ok. Liên đấu à, chiến đấu anh em ơi, mình kiếm rồi. Ui, thằng nào đây đấm mình không còn manh giáp luôn. Fuck you boy. Wow man, chịu mày rồi đấy. Kệ đi anh em ơi, chúng ta sẽ đấu với một thanh niên nào đó có cái lực chiến yếu yếu một tí xíu rồi. Ví dụ thanh niên này chẳng hạn này. Nói mình không đấu liên đấu rồi. Đội hình 1 và đội hình 2. Đội hình 1 là mạnh nhất của nó, đội hình 2 là yếu hơn một tí. Rồi, đấu thanh niên này đây. Đội hình 1 của tôi đâu, đội hình 1 sẽ dùng cái thằng Sunny. Và nhớ cho Usopp kèm theo nha. Đội hình 1, ok. Usopp. Đội hình 1 như này đi.
Tôi cũng chưa biết là sẽ chọn như thế nào cho gọi là hợp lý nhất có thể đây. Cho ngày xuống này. Lâu lắm không đánh như quên béo mất rồi. Thật sự luôn. 200 Nami. Không cho carrot vào. Phải cho carrot vào chứ. Phải cho carrot vào anh em ạ. Carrot đội hình 3. Đúng nhỉ? Carrot đội hình 3 không biết có liệu có ăn thua không. Nó có tính không nhỉ? Tôi cũng chẳng biết được nữa nhưng mà thôi kệ đi. Tàu Red Force à? Tàu Red Force đi. Tàu Kujan đi. Ok chưa? Liệu đội hình này có đánh được không nhỉ? Đánh thử các biết. Đội hình 2 có vẻ hơi yếu tí, nhưng không sao anh em. Doflamingo! Đủ các có thể loại luôn. Tốc độ nhân 3 lên luôn. Tấn công nào. Đội hình 1 chắc chắn thắng rồi. Đội hình 2 của họ nhìn cũng khá khỏe anh em ạ. Nên chúng ta cứ bình tĩnh. Ê à, khỏe đấy. Thôi đi, chiến thắng rồi. Để xem Carrot có được điểm ước không. Mình kiếm thanh niên yếu đấy đánh thôi. Cái này nó không quá quan trọng đối với mình ấy. Ok, lâu lắm không đánh này. Tuy nhiên là vào đánh cái là ngon ngay. Đấy, thành tựu này chưa. Nhận luôn. Rồi. Một số thằng sẽ được. Đây này, phải đánh 4 lần. Khiêu chiến 4 lần nha anh em. Đấy. Khiêu chiến này nhờn. Ok. Chiến trường khác. Chiến trường khác với cái kia khác anh em nhá. Carrot đâu ở những nhân vật mình đang yêu thích rồi. Đây rồi. Đây rồi. 3 lần là xong. Carrot sao? Carrot được tính không? Liên đấu phải xuất nộ 12 lần cơ. Thím được mảnh. Thế phải cho lên đầu. Ok, hiểu. Phải cho nó lên kia. Rồi, mình hiểu cái kiểu để mà đánh rồi anh em ạ. Phải xuất nộ. Ok. Phải xuất nộ cơ. Thì phải cho vào trong team chính. Đang tính toán xem là mỗi một đội sẽ gồm có một Nami không. Thôi. Các anh đánh em thì các anh đánh thoải mái đi ạ. Em thì em chịu. Em không biết là các anh đánh kiểu gì nhưng mà em không quan tâm lắm. Thật sự là mình không quan tâm lắm đến mấy cái đội đấy. Bây giờ mình đánh mình cứ kiếm đội nào yếu mình vả thôi. Khỏi nói nhiều. Đội hình 1 của họ là mạnh nhất, đội hình 2 là yếu lắm. Rồi. Cứ cho Carrot hai bên vào đấy đánh nhau là xong. Đây. Carrot của tôi đầu tiên sẽ thay cho bé này đi. Bé này sẽ thay cho bé Lo đi. Được không anh em ơi? Không vấn đề gì cả. Chúng ta cùng xem Carrot thể hiện sức mạnh tí. Đấy, Carrot kìa. Carrot có ra được nộ hay không mới là điều quan trọng. Ui chết hết méo rồi. Carrot không ra được nộ thì cũng không lấy được Carrot anh em. Thế cơ. Carrot cho lên đầu ấy. Được không nhỉ? Căn bản Carrot yếu quá. Carrot đang yếu quá. Không làm gì được ấy. Thôi hay là dồn hết cho một Carrot thôi anh em ạ. Chúng ta dồn hết cho một Carrot thì hợp lý hơn ấy. Hợp lý ấy. Mình nghĩ thế là được hơn ấy. Đây này. Carrot không dùng được nộ. Thấy chưa? Dùng Carrot để hoàn thành nhiệm vụ 6 sao. Nhưng mà cái này khó nhờ. 10 vòng sẽ được thêm một vài mảnh nữa thôi. Không nhiều lắm đâu. Và ok thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp nha. Thêm mảnh của thằng Usopp này để nâng cấp cũng được.